chị phải dần nhanh đấy, và tiếng Anh của chị em thấy là nó cũng thoải mái, nhưng mà nó đang bị một cái là chị bị vội quá chị không ạ. Có thể là hôm nay là nói chuyện với thầy nên mình vội đấy đúng không, nhưng mà cái tiếng Anh của chị là chị không nghĩ gì nữa rồi và chị đang nói rất thoải mái rồi, thì em thấy là chị đang nói hơi vội, thì mình sẽ luyện để làm sao mà sau này nói chuyện với thầy thì cũng không vội như là lúc mình luyện tập thôi chị, thì nó thoải mái. Cái thứ hai là chị luôn luôn nhớ nha, cái từ Carlos chị phải nhớ là cái âm cuối, cái âm S ở tên anh ý chị phải phát âm cực kỳ rõ cho em đúng không chị Hồng? Carlos. Carlos. Đó. Carlos. Chị là em thấy là đang nói hơi vội thì nó phí nhá chị Hồng nhá. Hello Diễm Phương, lâu lắm ấy, nhìn thấy Diễm Phương từ hôm ở trong Sài Gòn thì phải. Dạ con chào thầy. Bố đâu? Bố Vinh đâu? Dạ ba Vinh đâu? Ba Vinh còn về phòng mẹ đây. À, còn mẹ thôi cũng được rồi. Nào đi Diễm Phương dạy học nào rồi? Em đây. Dạ con đang học ở Kiss Me Story B ạ. À? Sang B rồi à? Thế càng ngày học tiếng Anh nó càng thấy nó dễ nói hơn cho con? Dễ dễ nói hơn rồi. Ờ thế con lên trên trường mà học tiếng Anh trên trường bây giờ mình có thấy là nghe đài rồi thì mình phải nghe các bài trên lớp á, mình có thấy nó dễ hơn không con? Nó hơi khác chút xíu. Hơi khác à? Ừ. Thì càng ngày mình càng nghe nói tiếng Anh nhiều thì xong cuối cùng thì mình lên lớp mình sẽ là học càng tốt nhá. Phương nhá. Nào, trong mini story B con học thì có khó khăn gì không? Dạ, mỗi lần mà con học đó là cái từ song là con hay bị quên ED. Ừ, từ gì nhỉ? Thầy không nghe được từ rồi. Từ song. Không con biết. Hay bị quên đi, con không có chuyển từ khó khứ quá hay bị quên. Không, cái từ ấy là từ gì con đang nói thầy không hiểu rồi. Mình phát âm sai từ ấy rồi. Nào từ nào? Từ ý nghĩa tiếng Việt là gì? Thầy sửa cho. Dạ là nhảy á. Nhảy phải là jump, không phải chom, nhớ chưa? Nào phát âm theo thầy nào. Jump. Không, con phát âm nhẹ nhàng đấy thầy nào. Jump. Cũng gần được rồi đấy. Jump. Jump. Thì bây giờ thêm ED thì mình sẽ thêm chữ tờ ở cuối đấy nhá. Jump. Jump. Đấy, thì kiểu kiểu như thế đúng không? Nào nhưng mà mẹ giúp thầy tí nào, là mẹ thử phát âm từ này cho thầy nào. Jump. Jump. Mẹ phát âm được nhá, mẹ sửa cho con nhá. Con đang phát âm từ này là hơi căng rồi nhá. Còn bài của Diễm Phương là thầy thấy là con nghe nói tiếng Anh là thoải mái lắm rồi. Thì bây giờ mình sẽ tập trung vào tiểu tiết cho thầy. Mẹ nhá, cái từ này là mẹ đang phát âm rất tốt, nên mẹ phải sửa cho con cho thầy nhá. Còn để phát âm được từ này thì chỉ thêm chữ T là thêm ED nhá. Con phải phát âm được thì sau này con sẽ thấy đến những từ mà có chữ P ở cuối con đều phát âm được ED rất là dễ. Ví dụ như là jumped. Thì ví dụ như là cái từ từ dừng lại đúng không? Stopped. Đấy, stopped. Đúng không? Thì cái cuối mình càng luyện nhiều càng ấy, nhưng riêng từ jump thì con phải phát âm lại cho thầy nhá, mẹ nhá, giúp thầy nhá. Dạ. Rồi thì cứ thế, tạm thời hôm nay là tạm thời thế nhá. Hôm nào cho thầy gặp bố tí nhá. Ngày xưa đang nói chuyện bố vui xong tự nhiên đổi người. Dạ. Ok, cảm ơn con nhá. Hôm qua à chắc là bố mẹ bận. Hôm trước là thầy gặp Diễm Phương rồi, hôm nọ gặp Diễm Phương rồi. Hello chị Hồng. Chị Hồng là vừa cãi nhau với ai đấy? Dạ em chào thầy. Hello chị, trời ơi lâu quá không gặp. Rồi học anh nào chị? Thầy ơi em đang ở nhà mini story A rồi. Vâng, thế bắt đầu nghe và em trả lời tiếng Anh. Vâng, hôm nay em muốn giơ tay để thầy hỏi như kiểu là bất chợt đây. Đúng em rồi. Có bị tâm lý. Vâng, nhưng mà bây giờ em phải hỏi chị cảm giác trước là ngày xưa không mở mồm ra, không nói câu tiếng Anh nào, tự nhiên bây giờ có câu chuyện cứ nghe đi nghe lại được người ta hỏi và trả lời, chị có thấy sướng không đã? Sướng này ạ. Thế đừng rất là dễ. Vâng thì mình không càng ngày nó càng em nghĩ là ok mà. Vâng. Nhưng mà ngày xưa chị Hồng là hay nói chuyện với thầy và hay nói chuyện mọi người hơn là bây giờ thì phải. Dạ, thầy em cứ xem dập dờ này kiểu vừa học vừa xem dạy con học bài. Vâng. Thôi cái buổi Zoom này, những buổi Zoom này thì thật ra là thầy biết là các bạn cũng bận, thì mỗi hôm thì vào 200 bạn thì vào được càng nhiều càng tốt, nhưng mà không thì chị cũng có thể xem lại mà chị, thì em thấy nó là bình thường nhé. Thì bây giờ cái việc mình giao tiếp là mình có thể giao tiếp trên nhóm học viên á, nhóm Zalo chẳng hạn, thỉnh thoảng chào thầy các bạn như thế nào vui mà chị. Nào bây giờ chị Hồng em sẽ hỏi chị mini story A đúng không chị? Vâng ạ. I'm gonna ask you some questions. You have to answer every question. Okay? Are you ready? What, yeah, I'm ready. What did Carlos buy? Carlos bought a new car. Did Carlos see a dog? No, Carlos didn't see a dog.
On a bicycle, right? So, what did he yell? He yelled, "What's up?" What's up? Okay, so did the girl listen to Carlos? No, the girl didn't listen to Carlos. She? The girl ignore him. Okay, very good. Rồi, nào, thì bây giờ để nhận xét này. Chị phải ra nhanh đấy, và tiếng Anh của chị em thấy là cũng thoải mái, nhưng mà nó đang bị một cái là chị bị vội quá chứ không ạ? Có thể là hôm nay là nói chuyện với thầy nên mình vội đấy đúng không? Nhưng mà cái tiếng Anh của chị là chị không nghĩ gì nữa rồi, và chị đang nói rất thoải mái rồi, thì em thấy là chị đang nói hơi vội. Thì mình sẽ luyện để làm sao mà sau này nói chuyện với thầy thì cũng không vội như là lúc mình luyện tập thôi chị, thì nó thoải mái. Cái thứ hai là chị luôn luôn nhớ nha, cái từ Carlos chị phải nhớ là cái âm cuối, cái âm S ở tên anh ý, chị phải phát âm cực kỳ rõ cho em, đúng không chị Hồng? Carlos. Carlos. Đó. Carlos. Chị là em thấy là đang nói hơi vội thì nó phí nhá chị Hồng nhá. Rồi mình cứ tiếp tục cho chị. Và với cái việc hôm nay kiểm tra như vậy, chị làm tốt hơn phần lớn các bạn là học rồi, vì chắc là chị cũng không kiểu là ngại thầy giống các bạn khác. Ở đấy ưu điểm của chị nhá chị Hồng nhá. Mình cứ tiếp tục học giỏi rồi vẫn phải học bài này tiếp chị ạ. Cứ học đến lúc nào chán thôi, chán lại học tiếp. Còn lúc nào bảo qua bài nó có lý do của nó chị Hồng nhá. Và em thấy chị học đến như thế này rồi thì em cũng không còn cái gì để ấy nữa, vì chị cứ học tiếp đi, vì còn rất nhiều thử thách phía sau, thì mình cứ đồng hành với nhau, còn học với nhau cả đời, đừng vội chị nhá. Việc mình nói vội đấy là mình hơi phí đấy. Còn tiếng Anh của chị mà chị nói tiếng Anh như vậy, chị nói là she didn't listen to Carlos, she ignored him. Như vậy là ngoài các bạn mơ ước rồi chị nhá. Đấy là mơ ước rồi, thế nên thôi, cố gắng chị nhá. Rồi. Cảm ơn chị nhá. Rồi, còn lớp mình ơi, chúng ta sẽ hỏi nhanh đáp nhanh nhá, tại vì các bạn chuyên gia cũng muộn nhỉ. Nào Minh Tiến. Dạ. Hello con. Con chào thầy, rất cảm ơn người ạ. Rồi, thế học tiếng Anh thì giờ này có câu hỏi gì không? Có thắc mắc gì không? Hôm nay thầy sẽ chữa cho. Con không ạ. Ừ, không thì để lần sau lên nhá. Thầy muốn nói chuyện với Tiến thêm đấy, nhưng mà hôm nay nó muộn rồi. Rồi, lên gặp đẹp trai này là vui rồi, cứ học tiếp đi nhá. Làm đúng theo hướng dẫn cho thầy nhá, ok. Ai hai anh em được. Cảm ơn Tiến nhé. Nào chị Hồng Cẩm, cười tươi quá. Chị có cả vệ sĩ phía sau hay nào kìa. Ai chị phải bật mic lên. Chị phải bật mic lên, hai vợ chồng cãi nhau. À vâng. Dạ vâng, chào thầy. Vâng, đi học nào có cả vệ sĩ đằng sau chị. Dạ học cùng nhau thầy ạ. Vâng, học cùng nhau thì ai học giỏi hơn chị? Em ạ. Ấy giời ơi, kinh quá. Nào chị, trong quá trình học mình có câu hỏi gì không chị? Bình thường là nói chuyện lâu đấy, nhưng mà vì cũng hơi muộn nhá, thì có câu hỏi gì thầy sẽ giải quyết nhanh, còn hôm nào sẽ lại nói chuyện tiếp. À sao hôm nay em chỉ muốn nên được nói chuyện với thầy chào. Thế thì muộn rồi, thế thì hôm sau. Bây giờ là chỉ dành cho câu hỏi thôi. Nhưng mà thôi, để các bạn biết là chị Hồng Cẩm là rất tươi và rất yêu đời nhá. Đây là một thành viên rất yêu đời. Cố gắng đi nhá, nhớ kèm chồng học chị nhá. Vâng, thầy ạ. Vâng, chửi mắng nhiều à chị ạ. Đàn ông sinh ra là đàn ông đã khổ rồi, lại còn phải học cùng vợ nữa. Cảm ơn thầy ạ. Vâng. Em chào thầy và mọi người ạ. Ok. Hello Đỗ Thảo. Nào Phú Thọ bật mic lên. Ba mẹ con em Phú Thọ chào thầy ạ. Rồi, chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Tưởng ba đứa. À đây kia rồi, một ông kia rồi. Nào, thế hai bé. Rồi, chào anh nhá. Đứa này lớn quá. Nào, thế... Nào thế con học như nào rồi, có câu hỏi gì không? Đang học bài con nào rồi? Con vào mini story thì con ngộp lặng luôn rồi thầy ạ. Ôi trời ơi. Còn bạn lớn thì đang ở mini story thì quá khứ của Going to the Zoo ạ. Ờ thế được, nhưng mà Thảo ạ, tại vì tiếng Anh của mình tốt rồi ạ. Thì thầy nghĩ là em cũng đừng có áp lực cho con là phải học rồi thì phải qua bài phải gì cả. Đầu tiên này, nếu mà được nha, cho các bé mỗi ngày một chút thôi, xem cái hướng dẫn của thầy á, hướng dẫn đặc biệt là nghe hiểu của bài á, thì xong bé nghe thì nghe thầy thích á, thì xong thì hôm nào thích thì cho bé đọc, hiểu không Thảo? Chứ mình không ép gì cả, mình có gần ba bạn và mình còn đồng hành đây cả đời, và đặc biệt á là thầy tiếng Anh của em giỏi rồi á Thảo ạ, thế nên là thầy rất tự tin là em có thể dạy được con tiếng Anh, nhưng mà đừng có áp lực. Còn bé đầu nhá, nào tại sao lại ngụp lặn, đang học tiếng Anh thì mẹ ép học ghê quá ngụp à? À cháu bé thứ hai thì ngủ vào, còn bé đầu bây giờ đang vào nền nếp và đăng bài đều rồi thầy ạ. Thế được chị ạ. À được rồi Thảo ạ, xong dần dần bé thứ hai lớn lên thì sẽ học thôi, không lo đâu. Thì chị nhá, chị cả cố gắng nhá. Mình phải học làm gương cho em nhá.
Và cũng cần học nhiều đâu, thầy chỉ cần nghe nói tiếng Anh hàng ngày được chưa? Hôm nào thì thầy sẽ về nhà chơi sau nhá. Thầy cũng ở Phú Thọ đấy. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi. Cảm ơn thầy. Thế sao lại về hẳn nhá? Ok. Đấy, thầy bảo nào thì về nhà chơi đấy, thích không? Tháng mấy hả thầy? Thầy không biết được, hôm nào bác Lâm lên đấy chơi rồi đúng không? Vâng ạ. Ờ, thế hôm nào thầy sẽ về chơi nhá. Cùng quê, cùng quê. Rồi, cảm ơn ba mẹ con nhá. Cảm ơn bố mẹ con nhá, bye bye. Chồng em đang rất là mong được gặp thầy ạ. Ôi giời ơi, bảo mặc cái áo vào đã. Mấy hôm nữa thầy không về đấy. Thầy ơi, bố con hỏi là thầy có biết uống rượu không? Thầy nghiện rượu nhá, bảo bố chuẩn bị đi. Có rượu nào phải ngâm 20 năm vào thì mang ra mời thầy. Vâng ạ, cả nhà mong được gặp thầy ạ. Yên tâm, yên tâm. Bảo bố là cứ là tập thể dục thể hình đi, tiếp thầy. Bố con bé lên lợn đi. Thầy thế mà, nhưng mà thế mới khỏe nhá. Bye bye, bye bye cả nhà. Nào, Minh Phương. Nhớ các bạn. Rồi, Minh Phương đang học có cái vấn đề gì không con? Không, không thì buổi sau thầy nói chuyện nhá. Không phải vì cũng muộn nhá. Thì thầy thì rất muốn nói chuyện với mọi người, nhưng mà mọi người phải giơ tay sớm hơn cho thầy nhá. Thì Phương nhá, mình tiếp tục học cho thầy và nhớ này, thầy dặn này, buổi sau vào Zoom đổi tên là viết hoa tất cho thầy nhá. Ờ, cái chữ Đỗ Minh Phương á, tất cả trước mỗi chữ mình viết hoa lên. Có bố mẹ đấy không? Vâng. Có mẹ đấy không? Có bố đấy không? Ờ, được rồi. Em Minh Phương bao tuổi rồi? Con 11, con 11 tuổi. Đang học bài nào rồi con? Con bài Mini Story A. Nhiệm vụ của con là tuần sau con giơ tay tiếp và đặt một câu hỏi với thầy được không? Đấy là bài tập nha. Ok. Phải nghĩ ra một câu hỏi để hỏi thầy tuần sau rồi thôi. Nào, Thiên Châu. Hi, hey, chào thầy. Chào chị. Bạn. Ờ, mình ở đâu vậy chị? Dạ, ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thầy. Ôi giời, thế hôm qua hay là mưa quá, chẳng muốn gặp thầy. Ở Củ Chi xuống Sài Gòn lâu lắm thầy. Thôi, lạy chúa tôi, thế thì khác gì, trời ơi. Không phải, cái cập nhật cái tin mà thầy vô Sài Gòn là trễ quá. Đấy, đấy là tất cả là do mình thôi. Thế. Thầy, mới học khoảng 10 ngày. Mà cái list đầu là đăng thì bị sai một số từ. Nên là hỏi là thầy cái đọc về cái đúng hay chưa. Này, thế thì chắc chắn là sai. Nếu sai thì là sai. Bây giờ là có nhiều từ không đã? Có nhiều từ sai không chị? 7 từ. Tại vì thật ra là mới học á thì chắc chắn sẽ sai. Và sai thì dần dần thì sẽ sửa được. Thầy thì sẽ sửa cho mình rất đơn giản thôi. Mình chọn một cái từ nào khó nhất mà mình ấy nhất lên đây thầy sửa nào. Cái từ ngon đầy hương vị á thầy. Tasty. Tasty. Nào cái từ đấy là tasty. Không phải. Tasty. Tasty. Đấy nó khá hơn hẳn luôn chị nhá. Chị Thiên Châu là sinh năm bao nhiêu nhỉ? 1979 này. Vâng thì chị nhớ nhá là tasty. Đấy, tasty. Tasty. Ôi thế chị phát âm tốt quá nhỉ. Đấy chứ mình không biết thôi. Mà mình càng nghe nhiều thì càng ok chị ạ. À bị sai cái chấm S á. Tasty, đấy, tasty, xong xì một cái, xong thì. Đấy, mình, đúng rồi, thì chị khi nói nhanh thì chị nói tasty thì sẽ là sai chị nhá. Tasty. Oh, it's so tasty. Không phải tasty. Okay. Vâng, chị nhá, mình cứ học tiếp đi rồi mỗi 10 ngày. Nghe nhiều lên chị nhá. Kết nối cộng đồng nhiều lên chị ạ.